Vâng, xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Audio nhá. Em lên nhanh cho các bác một cái cặp phân tần nhá. Đấy. Đây là phân tần bãi nội địa của Nhật các bác nhá. Đấy, nó là dòng hai cầu tiếng này. Ở đây thì nó sẽ gồm một dây bát và một dây tép nhá. Đấy, nó sẽ gồm một cái dây bát và một dây tép và một cái nguồn cấp vào. Đấy thì về các bác sẽ kiểm tra và mình sẽ lắp vào cái phần loa nhà mình nhá. Đấy, nó là phân tần hai cầu tiếng, tức là dành cho loa gồm có một bát và một tép nhá, một bát và một tép. Đấy. Này, đấy, quá đẹp luôn. Đó. Hàng nguyên bản luôn các bác nhá, hàng nguyên bản luôn nhá. Này, F88 này, hàng nguyên bản. Về mức giá thì con này để các bác 150 thôi nhá. 150k. Đấy. Hàng xịn đấy các bác nhá, hàng xịn từ bên Nhật về luôn nhá. Tất cả đều nguyên bản hết nhá. Giá 150k. Bác nào chốt thì alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891 682. Hay là các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng qua địa chỉ số 57 đường Nguyễn Hòa, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Ok, em xin chào và kết thúc cái video tại đây nhé. Đấy. Về các bác có thể là đây này, ở đây là nó sẽ có cái cực bát tép nó phân biệt ở đây luôn nhá. Đấy. Ở đây là có hết luôn. Cái này thì em sẽ buộc cái lid nó gọn vào nhá, để cho các bác nhìn cho nó dễ, không có để nó lồm tộm mà nhìn trông nó ngoằng lắm. Đây. Đấy. Cái dây đỏ này như là nó là cái dây nguồn cấp vào này, còn dây vàng với dây xanh nó là một dây bát và một dây tép nhá. Đấy thì về có thể đo và kiểm tra. Rồi, em các bác nào có thể qua trực tiếp cửa hàng lấy nhé, hoặc là mình có thể đặt hàng online nhé. Vâng, xin chào các bác.